Tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 với Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng số ca lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không dừng lại ở con số 29 mà có thể thêm những ca đã khỏi hoặc mới nhiễm. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình cho biết, thành phố đã xét nghiệm 149 người tiếp xúc với bệnh nhân 1979 và 20 ca nghi ngờ, phát hiện 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 6 quận huyện trên địa bàn thành phố có ca bệnh gồm quận 1, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp và quận 12 đã được phong tỏa xử lý. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đêm 6 tháng 2, ngành y tế đã khẩn trương thực hiện xét nghiệm tầm soát cho hơn 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng cộng sân bay có 7.300 nhân viên bằng phương pháp gộp mẫu 5 mẫu trên một ống nghiệm. Khi ghi nhận có 4 ống nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, thành phố đã thực hiện lấy mẫu lần 2 của 20 người trong nhóm này để xét nghiệm xác định lại. Kết quả xét nghiệm 20 người nghi ngờ đã xác định được 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 là nhân viên của đơn vị phục vụ sân đổ tại sân bay Tân Sơn Nhất, gồm bệnh nhân 2002, 2003, 2004 và 2005. Những bệnh nhân này làm việc chung một đội xếp dỡ với bệnh nhân 1979, giám sát hàng hóa tại sân đổ máy bay, không tiếp xúc hành khách. Ngoài ra, thành phố tiếp tục điều tra tìm kiếm, xét nghiệm kiểm tra người tiếp xúc với bệnh nhân 1979. Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc tại sân bay, cộng đồng nơi bệnh nhân sinh sống, tại nơi bệnh nhân 2002, 2003, 2004, 2005 sinh sống, đã xác minh tổng cộng 26 trường hợp tiếp xúc gần, chuyển cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh thêm 102 trường hợp tiếp xúc theo lời khai của 4 bệnh nhân này. Ông Bình cho biết thêm. Tại cuộc họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng F1 âm tính, F2 dương tính, tôi cho rằng vấn đề xét nghiệm cần phải đặt lên hàng đầu, truy vết phát hiện những ca bệnh để sớm kiểm soát. Liên quan đến ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng số ca lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không dừng lại ở con số 29 mà có thể thêm những ca đã khỏi hoặc mới nhiễm. Tuy nhiên, ổ dịch này nằm trong khu vực ngoài trục cảng hàng không nên khả năng lây nhiễm với hành khách, nhân viên phục vụ phía ngoài sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự giao lưu của nhóm người này với cộng đồng dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn. Chúng tôi đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang phức tạp, cần hành động quyết liệt, khẩn trương hơn một bước. Ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.